Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua nhờ sự phát triển của hệ thống hạ tầng thương mại, đời sống của người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa dần được cải thiện và đầu ra cho sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP được đảm bảo hơn. Thời gian qua, Đảng, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy phát triển thương mại miền núi, biên giới, cũng như đa dạng các mặt hàng phục vụ kinh doanh tại khu vực này. Tuy nhiên, hạ tầng thương mại miền núi, biên giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như giao thông còn khó khăn khiến thời gian bà con di chuyển từ các bản làng vùng sâu, vùng xa đến chợ còn chậm. Hạ tầng giao thông khó khăn cũng làm tăng chi phí logistics, chi phí vận chuyển hàng hóa, khiến giá bán còn cao. Bên cạnh đó, những hạn chế trong phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới là khâu thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư chưa đạt kết quả như mong muốn. Điều kiện kinh tế cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và cơ sở hạ tầng giao thông cũng như là các cơ sở hạ tầng mà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cũng đang còn thiếu thốn rất là nhiều. Quảng Bình cũng đang là một cái tỉnh mà đang còn gặp rất là nhiều khó khăn về cái nguồn thu ngân sách. Cho nên thì việc đầu tư để phát triển các cái hạ tầng phát triển kinh tế xã hội nói chung và kinh tế liên quan đến hạ tầng thương mại nói riêng ấy, thì hầu như là cũng đang còn có những hạn chế mà có thể nói rằng là không phải là một sớm một chiều mà có thể là khắc phục được. Việc đầu tư hạ tầng thương mại biên giới cho các khu vực biên giới thì khá là khó khăn về nguồn lực để đầu tư. Việc kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư hạ tầng thương mại biên giới, phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu vực biên giới thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Hiệu quả đầu tư của các điểm chợ đối với các nhà đầu tư thì không được hấp dẫn, do đó thì cũng rất là khó khăn trong việc kêu gọi thu hút đầu tư. Kho hàng bến bãi khu vực biên giới gần như là gặp nhiều khó khăn tại khu vực cửa khẩu. Vì vậy mà cái kho hàng bến bãi muốn phát triển thì phải lùi sâu trong nội địa, phải có cơ chế chính sách. Bởi vì hiện nay là ví dụ như các xe hàng giao nhận hàng hóa, người ta giao nhận xong là về ngay thì không thể nào làm thủ tục xuất cảnh được, xuất cảnh phương tiện được, mà chúng ta phải có những cơ chế chính sách ưu tiên liên quan đến kho hàng bến bãi. Rồi cái kho hàng cũng là một rất quan trọng. Kho hàng ở đây không chỉ là như tôi nói là không chỉ cái kho lạnh đâu, mà đôi khi là cái kho hàng nó khá lạnh để phục vụ nông sản có thể giao nhận, bởi vì đảm bảo các nông sản khi đến biên giới được giữ bảo quản. Cái thứ hai là cái kho hàng nó giống như một cái trung tâm logistics, trung tâm phân phối hàng hóa qua khu vực biên giới. Cái này cần phải đòi hỏi trong hướng tới thì đúng là những khó khăn thách thức rất nhiều trong giai đoạn tới. Theo số liệu của Bộ Công Thương, Việt Nam có chung đường biên giới đất liền với ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia với chiều dài khoảng 4.600 km. Trên toàn tuyến hiện có 23 cửa khẩu quốc tế, 27 cửa khẩu chính và 65 cửa khẩu phụ, 21 lối mở và nhiều đường qua lại đang có hoạt động thương mại đầu tư. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có chính sách cụ thể về xuất khẩu hàng hóa phù hợp với từng cửa khẩu và khu vực biên giới. Ngoài ra hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại biên giới với hoạt động thương mại thông thường, nhất là quy định về xuất nhập khẩu qua đường tiểu ngạch nên chưa khai thác được hết lợi thế để gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Rất nhiều chương trình phát triển của các bộ ngành cũng như địa phương về phát triển hạ tầng thương mại biên giới. Nên tuy nhiên thì muốn đặc thù hay không là phải cơ bản chúng ta đã đến thời điểm là chúng ta phải sửa cái gốc đầu tiên bây giờ phải luật thương mại. Muốn phát triển hạ tầng thương mại phải nói chung và thương mại biên giới nói riêng thì phải có cái sửa luật thương mại 20 năm. Bởi vì luật thương mại gần 30 năm rồi, vì vậy mà phải sửa. Và cái cơ chế đặc thù nó cũng sẽ nằm ở đấy. Muốn cơ chế đặc thù gì? Bởi vì thực ra là các cơ chế sách hiện nay là đã có, nhưng nó bị chồng chéo, bị ràng buộc và những cái khó triển khai thực hiện trong thực tiễn. Thế thì vậy mà phải sửa những gốc của luật thương mại, cần phải sớm sửa đổi bổ sung. Và trong đó ưu tiên phát triển những hạ tầng, nhất là hạ tầng khu vực biên giới, hạ tầng cửa khẩu, để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa, phục vụ qua lại người của phương tiện, thúc đẩy các dịch vụ liên quan, hỗ trợ liên quan đến thương mại của biên giới. Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hạ tầng thương mại biên giới, làm tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương khu vực biên giới, thời gian tới chính phủ cần quan tâm và bố trí nguồn ngân sách đầy đủ, kịp thời, có chính sách khuyến khích hơn nữa các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế khác ngoài nhà nước, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động tạo ra môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào chính sách đặc thù của mỗi địa phương. Địa phương phải làm sao nhận dạng được những đặc điểm, đưa ra được chính sách phù hợp với đặc điểm, trình độ của địa phương mình, thu hút vốn đầu tư của cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cũng như khối FDI. Chính sách đưa ra
cần đảm bảo địa phương và nhà đầu tư đều có lợi. Có như thế, hạ tầng thương mại biên giới mới phát triển.